Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì như cái trên bước đường hành trình mình quay rất nhiều ngôi mộ của bên triều Nguyễn, những vị tướng, những vị mà phò bên vua Nguyễn Ánh đó, là cho tới bây giờ thì mình đã quay rất nhiều, hầu hết là đa phần nằm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó là có một số ở ngoài Huế rồi nữa, nhưng mà mình chưa ra Huế. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái ngôi mộ đây là của ông Trương Minh Giảng, thì nằm phía bên kia. Lát nữa thì mình có thời gian mình sẽ qua để review sau cho mọi người xem. Bên đây thì mình xin vào cái chú ở đây thì nói là ngôi mộ. Mộ đây là ông Trương Minh Thành, cha của ông Trương Minh Giảng. Thì ngôi mộ này khá là cổ rồi cả nhà nha, cũng được xếp vào di tích lịch sử và nằm trong cờ đường họ Trương luôn ở thành phố Hồ Chí Minh. Phía sau lưng mình là ngôi mộ của ông Trương Minh Thành. Thì đây là cái cánh cổng từ đường họ Trương, hàng trăm năm rồi, qua 6 đời rồi, được con cháu nhà họ Trương gìn giữ rất là lâu. Và phía bên đây thì có một cái căn nhà cổ cũng khá là lâu rồi. Mình có hỏi ông chú ở đây là kêu nhà cổ này cũng được gìn giữ lại, tuy là sau này cũng xây dựng và sửa chữa cũng khá là nhiều, nhưng mà đây cũng được xem là một ngôi nhà cổ luôn đó nha. Đây, phía trên máy thì mình quay cái kiểu này thì mọi người khó nhận ra, tại vì cái máy này nó không có zoom được cả nhà. Phía trên máy thì mình thấy để là hai con rồng, có chầu một cái viên ngọc đó, trên đỉnh máy. Máy thì lợp ngói bằng âm dương. Thì đây là cái quang cảnh của khu nhà bên gọi là đền thờ họ Trương, Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Giảng đồ cả nhà. Đây là đền thờ họ Trương nha, và đây là phía trước cận cảnh nơi đây. Cũng rất là may mắn khi mình được xin ông chú đây được vào cả nhà. Phải nói là rất may mắn, cũng hơn là ông chú đây cũng dễ tính và rất là niềm nữa đã cho mình vào đây. Thực ra để đi tìm những ngôi mộ mà của những người xưa đã khó rồi, và khi mà bước chân tới để mà vào quay cũng đá một cái khó thứ hai, tại vì phụ thuộc rất là nhiều nữa. Có may mắn là được ông chú con cháu dòng họ Trương đã niềm nữa cũng cho mình vào. Ở đây thì mình thấy có một cái nơi thờ, mình nghĩ đây là nơi thờ của Trương gia luôn. Phía bên trong cũng có một cái thờ nữa cả nhà. Và giờ thì mình xin mời cả nhà theo chân mình để vào cái khu mộ của ông Trương Minh Thành, là cha của ông Trương Minh Giảng, là hai người, là phải nói là hai bậc công thần của triều Nguyễn luôn. Thì đây là khu mộ của ông. Phía bên đây mình nghĩ có lẽ là khu mộ của bà quá, cũng khá là lâu rồi. Thì khu mộ ở đây được xây dựng rất đơn sơ hơn, cũng hàng trăm năm rồi, nên là những cái lớp đá tô ông đó là bị hoen rỉ hết rồi, là nó bị loang lổ và nó bào mòn rất là nhiều do cái thời gian và mưa nắng đồ cả nhà. Và phía bên đây là khu mộ của ông Trương Minh Thành, một bậc công thần triều Nguyễn, là cha của ông Trương Minh Giảng nha. Thì khi bước vào, đặc biệt hơn là mình thấy hai tấm bia đá, thì mình nghĩ chắc lâu quá rồi thì nó bị dớt ra và được người thân để ở đây. Thì đây là hai cái tấm bia đá để ở ngoài nè cả nhà, gần sát bia mộ luôn. Tuy là nó phai mờ rồi, nhưng mà nếu mình nghĩ là chỉ cần tô lớp son lên, cái lớp sơn đó nha, thì có thể nhìn ra và đọc được những cái bảng chữ trên đây. Tại vì quá lâu rồi, hai mộ cả nhà. Bên đây một mộ nè, đó, và bên đây một mộ nữa, nên có hai cái bia. Tại lâu năm quá là nó đã dớt ra rồi. Thì giờ xin mời cả nhà theo mình vào cái khu mộ luôn. Đây là khi bước vào thì mình thấy là xây khá là bự nha. Mà một phần nữa là những cái bậc công thần của triều Nguyễn ngày xưa xây những phần mộ na ná giống nhau, để bị kịp cách, có phần giống nhau hết cả nhà. Và cái có lẽ cái thời đó không vậy, người ta xây là một ấy cả, một kiểu cả. Phía trước thì mình thấy cái dòng thành hai trụ, và phía đây nữa là có ông có bức tường bình phong. Phía bên đây thì có hai cái trụ sen, bức sen khá là lớn. Và đây là cái đây, và đây là nơi cái
chính của khu mộ. Đây là cái tấm bia cũ rồi, những cái nó phôi phai theo thời gian, nó lon lỗ và nó không còn cái vết tích gì trong đây nữa, nó chỉ có hình thù là cái tấm bia mộ thôi. Ngôi mộ thì đặc thù là bằng vôi dứa hợp chất ngày xưa, nên mà đặc biệt là cái vôi dứa này mình thấy là rất là bền nha. Nó chỉ có lâu quá rồi, nó chỉ có phai mờ và chóc một số thôi. Nếu mà gìn giữ kỹ, mình thấy nhiều ngôi mộ mình đã từng quay, nếu gìn giữ kỹ thì rất là còn, nó gần như nguyên luôn. Do ông này là khá là lâu rồi, cha của ông chưa minh giảng, và mình nên là mình nghĩ là nó càng lâu hơn những ngôi mộ mình từng quay nữa, nên giờ nó chỉ còn có nhiêu đây thôi. Nhưng mà đặc biệt là những cái hình hài của khu mộ là vẫn còn nguyên vẹn, không có thay đổi nhiều. Thay đổi là do cái ho văn và những cái chữ nó không có còn, nó gần như nó không còn luôn cả nhà. Nó chỉ có cái kiểu cách còn thôi. Thì phía trước mộ mọi người thấy là hai cái bức sen không? Ở trên là nó giống như cái phần mộ của những cái vị mà mình đi quay ấy. Còn ở đây thì mình thấy giống như là có thể là con lân hay con ruồi đó, mà đều nó bị mất rồi, lõm rồi. Những bức tường là khá là dày nha, ngày xưa người ta xây rất là dày, thì đa phần là vôi dứa mật ong, rồi nếu bên ngoài thì vôi dứa mật ong, và phía trong là mình thấy là lúc đó thời chưa có gạch thì người ta xây bằng những cái đá tổ ong nè cả nhà. Đá tổ ong ngày xưa rất là chuyên dụng về xây những ngôi mộ và xây nền. Bức bình phong thì nó đã tan nát rồi, không còn gì nhiều. Thì nơi đây cũng là được xếp vào di tích, nên xung quanh đã được xây dòng thành bao phủ để mà che chắn lại, để bảo toàn ngôi mộ cho đến sau này. Đây là cái nơi thờ của ông. Thì phía trong là còn cái nhà thờ nữa cả nhà, thì mình chưa có vào quay, nên mình xin cái chú ở trong đây thử thì như thế nào. Và đây cái khu mộ này đã lon lỗ hết rồi, mọi người thấy không? Lon lỗ hết những cái đây, tại vì cái thời gian quá lâu á, nó không còn được nguyên vẹn. Thì cũng rất là hãnh diện, tuy là mình đời sau và cũng không có bà con thân thuộc gì cả, nhưng mà mỗi lần là tới mỗi ngôi mộ của một vị tướng hay là của một bậc tiền nhân ngày xưa, trong lòng mình đều cảm thấy có gì đó nó lâng lâng cả nhà. Nó cảm thấy là rất là vinh hạnh, tại vì mình không sống cái thời người ta, và nếu có sống cùng thời thì mình là người dân bình thường nữa, nên không thể nào gặp những cái bậc cao, gọi là những cái người mà có địa vị trong cái cuộc sống ngày xưa đâu. Đây là toàn cảnh ngôi mộ của ông. Mọi thứ là đã bị hư hao theo thời gian rồi, rất là nhiều. Tôi xin qua xíu. Đây là ngôi mộ nãy mình quay đầu tiên nè. Có lẽ là ngôi mộ của vợ của ông, mình nghĩ là vợ của ông, là tức là mẹ của ông Trương Minh Giảng. Nãy giờ mình đã quay sơ qua về hai ngôi mộ cổ, đó là mộ của thân phụ, tức là mộ cha và mẹ của ông Trương Minh Giảng, đó là ông Trương Minh Thành. Thực ra còn rất là nhiều ngôi mộ cổ ở thành phố này, nhưng mà đa phần là nó bị mất dần theo thời gian, và khi những vụ khai phá là đào di tích đủ, nói chung là nhiều cái lắm cả nhà, nên đã mất dần đi. Ở những ngôi mộ đó chỉ có một số ít là ngôi mộ còn sót lại, là đã được bà con ngày xưa ở thì người ta chăm sóc và bảo dưỡng cho tới tận bây giờ, sau đó nhà nước là biết được thì tới là đưa vào di tích lịch sử. Và mình cũng rất là mong những cái ngôi mộ cổ, những ngôi nhà cổ đồ cả nhà, mình rất là mong được nhà nước bảo toàn. Tại vì mọi thứ phát triển á, thì nó có cái hay của nó, nhưng mà khi mà chúng ta đã quên đi những nguồn gốc, những cái tích xưa, thì đa phần mình thấy nó mất mát rất là nhiều cho các bạn trẻ sau này. Nếu mà muốn tìm tư liệu hay gì đó, hầu như là muốn cận cảnh để mà tới hay mà chiêm ngưỡng ngôi mộ xưa, hai ngôi nhà xưa, bây giờ là chỉ còn trên sách vở và báo chí hay là trên hình ảnh thôi. Nơi đây là nằm trên một cái khuôn đất cổ xưa luôn, từ cái thời cha ông của họ Trương để lại cho tới tận bây giờ. Sau này là con cháu là người ta ở tới 6 đời rồi, nghe chú nói thì đã có 6 đời rồi.
ở phía bên này là nhà thờ nè cả nhà. Thì đây là ông chủ ở ngôi nhà này, cũng là con cháu họ Trương luôn á cả nhà. À, chú ơi, chú có thể cho cháu hỏi là chú tên họ là Trương gì không chú? À, Trương Minh Thanh. Trương Minh Thanh. Dạ. Yeah. Đời là... thứ 7 rồi. Dạ, đời thứ 7. Dạ. À, chú có thể cho con xin phép con vào quay xíu, con thắp hương cho okay. Trong luôn nha chú. Đi ngoài trước cho con. Dạ, dạ. Thì nãy giờ mình cũng nói chuyện với chú ở đây, con cháu 7 đời của họ Trương. Thì cũng biết là cái về cái nỗi khổ và cái ước vọng của chú nói là khu mộ của ông Trương Minh Ký á cả nhà, à, là bây giờ là đã bị giác bao phủ rồi, thì cũng không có có ấy được, thì cũng khá là buồn. Lát nữa mình sẽ qua quay một chút xíu về cái khu mộ của ông Trương Minh Ký. Và chú nói mình xin vào đây để thắp mấy nén nhang cho trong đây luôn. Nó có cắn rồi chứ. Đi vô kìa con kia. Thì xin giới thiệu cả nhà, đây là cái từ đường của dòng họ Trương gia. Khi mình bước vào thấy một cái bàn thờ để trái cây và một ít đồ cúng. Ở đây thì mình thấy là để những gia phả nè, gia phả của họ Trương Minh nè. Phả hệ 1, phả hệ 2, hệ 3, hệ 4 là đều chia nhau ra hết. Con là người đầu tiên người lạ vào đây quá. Đúng rồi, chính xác. Chính xác, tại vì á có một sau này có một số người lạ là ngày xưa ở đây nè. Dạ. Người ta nó cũng nhờ đất hương quả chuyên gia từ này, người ta bán nhà người ta đi, người ta cũng nhớ người ta lại thắp nhang ở đây. Rằng là có. Rồi sau này có một số nữa thanh niên không được ok, nói cho người hiểu không? Dạ. Rồi xong cái dạng như là muốn trà dạng trà trộn á, mình cũng sợ. Dạ. Nó nên cũng phải giữ kẽ một chút. Đó như vậy. Vậy con thấy may mắn. Nha. Dạ. Chứ nếu mà gặp nếu mà còn ông già mất rồi, nếu ông già gặp ông già không mới cho vô đâu. Dạ. Ông già lúc đó chú cho cái về đây, còn ông già ông còn phải ông quản lý đây nè, coi như vậy. Dạ, ông coi quản gia đây vậy đó. Dạ. Ông mới mất năm ngoái. Đó. Dạ. À, sau này chú mới coi ấy, sau này coi như là thấy ông già coi ở đây, chứ nhìn nửa đêm đâu có biết chuyện gì nó xảy ra đâu được, hiểu không? Dạ. Đó. Chị Trúc là bác là bên phía bác là cái này là cung minh gia tộc, mà hồi xưa ổng là đi tu chung với lại Thích Quảng Đức á, ông tự thiêu Thích Quảng Đức á. Là đây là, dạ. là bạn đồng môn á. Dạ. Là Thích Thượng Hào, đúng rồi, Thích Thượng Hào. Chị cụ đây là cũng đồng thời với cụ Thích Quảng Đức. Dạ, không? Đúng rồi, chính. Dạ. Đức. Đồng môn, hai người mà chung một đồng môn á. Dạ. À, Thích Quảng Đức là tự thiêu mà Nguyễn Triệu được cái dạ, cái, dạ. Cái lan coi đó. Dạ, con có đọc Thích đó. Dạ. Còn bên đây là gọi là ông hộ bà hộ, là ông chủ đất và chủ đất là hai thành lập ở đây đó. Dạ. À, là coi như không phải là quản gia của cũng như là làm như trên của cha của ông Trương vậy sao, ông hộ. Dạ. Bà hộ á là cái đời đầu tiên luôn. Đời đầu tiên là rồi bên này là Trương Minh Giảng, Trương Minh Ký. À, dạ. Trương Minh Ký. Đây là Trương Minh Giảng. Bên đây Trương Minh Ký, ông bà Trương Minh Ký nè. Con thì đây là hình ảnh có mộ nha, mà cái mộ bên phá là bây giờ nó nuôi vào để gì, nó cũng tội nghiệp lắm. Hồi xưa là khai quang sạch sẽ, bây giờ cái đất đai cái ông anh của ba bán cái làm giấy tay gì cái nọ, giờ bên đây có giấy tờ, bên kia giấy tờ cũng nói qua nó lại miếng sao giờ để nhờ chính quyền. Cái mộ như nằm phía bên đây phải phía này nè Trương Minh Ký. Ừ. Cái mộ hồi xưa giờ còn tấm bia thôi, có khu mộ của ông vàng ông bạc gì nữa không. Ừ, cái là không có mộ Trương Minh Ký bên Kho Bạc. Dạ, Trương Minh Ký Kho Bạc là cháu cái bên đây là cái gì cũng là Trương Minh Ký làm Kho Bạc. Dạ đúng rồi. À, còn đẹp Trương Minh Ký là ở trong nhà thờ này. Dạ. Dạ. Ông Trương Minh Ký là hồi xưa là làm Kho Bạc nhà nước mình đó chứ. Dạ. Đúng rồi, không phải nhà nước.
cũng hai cái mộ ông bà bên đó. Rồi khi mà giải phóng vô là cái mộ chưa xây, ổng nó đi rồi, coi như cái mộ bà chưa xây, mộ ông đã xây rồi. Tôi thấy rất là may mắn khi được vào đây. Trời ơi, nhưng mà đây là, nói chung á, nói chung như con nói là mình cái gì cuộc sống mà ai không cầu tiến, nhưng mà mình dễ dãi người ta, sau này mình làm, mình đi bất cứ đi đâu mình xin cái gì thì cũng dễ dãi. Mình khó khăn người ta đâu cái gì đâu, tôi là tư liệu là cái gì là có làm tạo cái cho người ta để làm tư liệu đi, ok này cũng này kia nọ, chứ đâu phải mà giàu có làm tư liệu hay là đăng bái gì á, chút không có khe, tại vì mình đâu có làm cái gì mà bậy bạ đâu mà làm tiểu điệu. Mà người ta nói xấu thì người ta có tội, người ta nói tốt thì người ta được hưởng. Vậy thôi, mình không có gì hết, mình làm đây trách nhiệm của mình, nhang khói giữ sạch sẽ vô à. Nhiều khi người ta tham quan kia nọ, nó ơi tại sao mà cũng có người chăm sóc này, nó cũng hãnh diện, mà do chỗ sao bụi bặm này kia nọ không ai chăm sóc, ông bà cũng buồn chứ. Thật sự nó thật sự nói, ví dụ giờ chú không cho con vô không làm việc chú nữa. Thật sự luôn, tại vì ở đây trường hợp hồi xưa là con không được vô đây được đâu. Giờ đất này là mình cũng được vào di tích lịch sử rồi, nên di tích lịch sử là con, không di tích lịch sử chỉ rồi. Có con okay. Cháu ở nơi này tới đời nọ thôi. Rồi có gì thì làm như là đến đây chú có duyên là về, là ông già mất, ông già nó thôi sau này con thấy ba con nhang khói đi, chứ ba nghĩ đời ba không biết đời con. Nó thôi nếu mà con cảm, con không hứa, nếu cảm thấy con tiếp nói được tiếp nói chứ không hứa, sợ nhiều khi á mình có một cuộc sống của mình sao đâu có biết được, đúng không? Ai không kiếm tiền, nhưng mà mình nghĩ thế nào thiệt, thật sự giờ tiền ông già mất đến giờ làm trách nhiệm của mình lại nặng ở đây, mình cũng không chả buồn, mà điều có ông bà chồng có sức khỏe là được rồi. Nhưng nguyện như vậy đó. Giờ hỏi có một đống tiền đống sức khỏe, là chú lại đống sức khỏe hơn là đống tiền, thì đống tiền cũng nằm chỗ có được cái gì đâu.